Kỳ ơi. Nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo hả? Chị hai có thương đâu mà nhõng nhẽo, chị hai đâu thương Lucky nữa đâu. Chị hai quyết định là chị hai không thương Lucky nữa rồi. Chị hai không thương nữa rồi, chị hai thương bạn khác. Chị hai thương bạn Golden ở nhà hàng xóm á. Mốt chị hai mang bạn Golden về nuôi luôn. Sợ chưa? Mình ăn cầu giận hả? Ê, quay mặt đi luôn hả? Nè, phô mai. Ngồi xuống, người lịch sự là không có trèo lên. Ngồi xuống. Nhanh lên để chị hai mở ra đã. Bây giờ phải ngồi xuống rồi chị hai mới mở được. Nhanh lên. Nè, Lucky qua đây. Nè, hộp phô mai nè. Thích ăn cục nào chỉ đi. Chỉ đi. Ây da. Nè, lấy tay chỉ vô. Lấy tay chỉ vô. Ok. Trời ơi. Đó. Lucky, phô mai nè. Qua đây. Phô mai nè. Thích ăn cục này đúng không? Liếm đi. Liếm thôi chứ chị không cho ăn đâu. Mới nói cái lẫy. Lucky ơi, phô mai ngon quá nè. Lucky. Mà lem hết cái tay chị hai đi, nhanh lên. Nè.